Tử vi về ngày 27 tháng 12 âm lịch Đinh Hợi. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Phong thủy Lộc Tài, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc được hanh thông. Chương trình Tử vi hàng ngày, luận giải cát hung hàng ngày của Phong thủy Lộc Tài sẽ cho quý anh chị biết ngày hôm nay là ngày tốt hay xấu với tuổi của anh chị, những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này, từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được những kết quả tốt nhất cho bản thân. Hôm nay mời anh chị và các bạn cùng theo dõi phần luận giải về cát hung ngày 27 tháng 12 năm 2020 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả, âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí thì quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn cùng theo dõi video. Đầu tiên là tổng quan về ngày 27 tháng 12 âm lịch. Ngày 27 tháng 12 năm 2020 âm lịch, còn gọi là ngày 27 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 8 tháng 2 năm 2021 dương lịch, ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Đinh Hợi, ngày này có nạp âm là ốc thượng thổ, tức là đất mái nhà, do Hợi và Tỵ chính xung, Đinh âm hỏa khắc Tân âm kim, Quý âm thủy khắc Đinh âm hỏa, đây gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu với các tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 và tuổi Quý Tỵ sinh vào các năm 1953 và 2013. Thứ hai là tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 27 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất là tuổi Tý. Tý dung thủy gặp Đinh âm hỏa là chính tài, nghĩa là bản thân bị khắc suất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Do ngày này có nạp âm là hỏa nên cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp nhiều hơn. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận thân Tý Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh sự nghiệp tài lộc được hanh thông thuận lợi. Thứ hai là tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Đinh âm hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, nếu như có được các cơ hội thì các gia chủ tuổi Sửu nên mạnh mẽ tiến tới nắm bắt cơ hội để có được những bước thăng tiến lớn hơn. Hơn nữa, vì Tý Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba là tuổi Dần. Dần dương mộc gặp Đinh âm hỏa là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Dần, trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày có các thần quốc ấn giáng chiếu, thần sắt này chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Dần nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần Ngọ Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn tài lộc, tăng cường khí vận và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư là tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Đinh âm hỏa là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Mão cần hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn trong ngày có các thần thái cực chiếu mệnh, đem lại những may mắn cho gia chủ. Bởi thái cực là ngôi sao chủ về thông minh ham học, trong ngày này bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi Mão Mùi để gặp hung hóa cát, chiêu quý nhân tài lộc. Thứ năm là tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp Đinh âm hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Thìn. Nếu có cơ hội tốt thì bản mệnh cần phải nắm bắt ắt sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước.
Đặc biệt những người tuổi Thìn ra vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, và để tận dụng cơ hội thì người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân Tý Thìn, chiêu quý nhân tài lộc hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp đinh âm hỏa là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp hỗ trợ từ những người thân anh em của mình. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý hung tinh kình dương chủ về tai họa thương tật, nên gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý ngay những lời mời nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp giấy tờ. Đồng thời cũng không đừng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên Canh Kim là thiên tài tinh của Tỵ, Thái Tuế Tý Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân người giúp đỡ trong công việc cuộc sống. Thứ bảy là tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp đinh âm hỏa là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Ngọ trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bên cạnh đó trong ngày còn có cát tinh thiên lộc đóng mệnh, đây là một cát tinh đem đến tài lộc và những may mắn. Bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Ngọ còn phạm phải xung Thái Tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái Tuế Tý Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy, năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận dần Ngọ Tuất, chiêu quý nhân tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ 8 là tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp đinh âm hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này nếu như có được các cơ hội thì các gia chủ tuổi Mùi nên mạnh mẽ tiến tới nắm bắt cơ hội để có được những bước thăng tiến lớn hơn. Đặc biệt vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại Thái Tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi Mão Mùi, đem lại may mắn tài lộc cho cả năm. Thứ 9 là tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp đinh âm hỏa là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày còn có Kim Dư là cát tinh phú quý đóng mệnh. Trong ngày này sẽ có nhiều tài lộc quý nhân đến với những người tuổi Thân. Đặc biệt bước sang năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân Tý Thìn, có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân Tý Thìn. Thứ 10 là tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp đinh âm hỏa là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Dậu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. May mắn ngày này còn được ba cát thần chiếu mệnh là Văn Xương, Thiên Ất và Thái Cực. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Thiên Ất quý nhân là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Ngoài ra tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020, do Dậu Kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá Thái Tuế, vận thế năm nay ảm đạm có nhiều biến động. Tuy nhiên điều quan trọng là giữ vững tinh thần trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ Dậu Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11 là tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp đinh âm hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tuất, nếu có cơ hội tốt thì bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Tuy nhiên trong ngày còn có hai hung tinh là Thiên La Địa Võng và Kiếp Sát chiếu mệnh, bản mệnh cần chú ý cẩn trọng trong mọi công việc. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận dần Ngọ Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn tài lộc trong cả năm. 12 là tuổi Hợi.
Hợi Dương Thổ gặp Đinh Âm Hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Hợi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp cãi vã không cần thiết với bạn đời. May mắn trong ngày còn có Thiên Ất và Phúc Tinh chiếu mệnh, đây đều là những cát thần đem lại may mắn tài lộc cho gia chủ, cho nên bản mệnh cần biết nắm bắt các cơ hội, tận dụng thời cơ và sự trợ giúp của quý nhân để đem lại những thành tích cao trong công việc và xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi và năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là Thiên Ấn Tinh. Thiên Ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi Mã Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây bà Hân đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 27 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi suôn sẻ nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống.